ắc quy đấy nó sẽ bền nhất khi mà nó ở trạng thái đứng như thế này. Tại sao ở trạng thái đứng nhẹ nó lại bền? Vì các bạn phải hình dung là trong quá trình nạp và phóng điện ấy, thì cái nhiệt độ ở trong cái cục ắc quy này nó sẽ tăng lên. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa xe điện, rồi thay ắc quy xe điện các loại tại nhà. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà lắp ắc quy cho con xe đạp điện Nizia, làm sao cho đúng kỹ thuật và tăng cái tuổi thọ của cái bộ ắc quy lên. Thì để lắp được cái ắc quy cho con xe đạp điện Nizia thì các bạn phải hình dung là đây chính là cái bộ ắc quy con xe điện đấy. Khi lắp vào này nó sẽ đứng này, và đây chính là cái bình ắc quy dành cho con xe đạp điện Nizia. Thì xe đạp điện Nizia nó sử dụng cái loại bình ắc quy nhỏ nhé. Ắc quy nói là ắc quy nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà đọc đúng thông số kỹ thuật của nó sẽ phải là 12V 12 đến 14Ah. Thì một bộ của nó bao gồm 4 bình được mắc nối tiếp với nhau để cộng dồn điện áp lên thành 48V 12Ah. Thì nhà sản xuất người ta là khuyến cáo là ắc quy đấy nó sẽ bền nhất khi mà nó ở trạng thái đứng như thế này. Tại sao ở trạng thái đứng như này nó lại bền? Vì các bạn phải hình dung là trong quá trình nạp và phóng điện ấy, thì cái nhiệt độ ở trong cái cục ắc quy này nó sẽ tăng lên. Nhiệt độ nó tăng lên thì nó sẽ làm cho các cái dung dịch và dung môi ở trong cái bình ắc quy này nó sôi lên. Và ở đây các bạn thấy là nó có cái lỗ thoát khí này. Thế nếu như mà ta đặt đứng thì cái dung dịch nó sẽ, nếu như là khi mà nó sôi quá nó sẽ không bị tràn ra ngoài. Thế còn khi mà ta đặt nằm như này thì cái dung dịch vô tình khi trôi khi sôi ấy, thì cái dung dịch nó sẽ bị tràn ra ngoài, nó làm cho nó mất nước ở trong này. Đấy, nó sẽ làm cho ắc quy cái tuổi thọ nó kém đi. Thế thì khi lắp cho cái con xe Nizia này thì các bạn phải tìm cách làm sao mà cái bộ bình này đặt vào trong thì bắt buộc nó phải đứng này. Bình nó phải đứng này. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách lắp cái bộ ắc quy cho nó chuẩn để tăng tuổi thọ và nó sẽ an toàn hơn trong cái quá trình sử dụng. Đầu tiên nhé, các bạn cứ xếp ắc quy vào trong cái thay của nó đã. Đây các bạn sẽ xếp như này nhé. Các bạn sẽ xếp như này. Sau khi đấu toàn bộ các bình với nhau nhé, thì về nguyên tắc đấu thì các bạn biết rồi, tất cả các bình đều mắc nối tiếp với nhau để cộng dồn điện áp. Và nguyên tắc là cực âm của bình nọ sẽ đấu với cực dương của bình kia. Ví dụ cái bình này ta cho nó là bình số 1 này, thì cực âm của nó đấu với cực dương của bình số 2. Tương tự thế, cực âm của bình số 2 đấu cực dương của bình số 3. Và ta sẽ có ở đây còn lại cái bình nữa thì ta sẽ đấu để cực dương của nó này đưa vào cực âm của bình này. Đương nhiên là còn hai đầu cuối là một đầu dương và một đầu âm thì sẽ cho ra tải ở cái chỗ này. Đấy. Đây là cái trường hợp mà ta đặt như này để cho nó dễ đấu thôi, chứ còn trước khi lắp vào thì ta phải xoay cái bình. Đấy, thì tiến hành xoay cái bình nó ngửa lên để trong quá trình. Sau khi lắp xong và đóng thì ta sẽ dựng cái bình ắc quy lên. Dựng bình ắc quy lên, dựng thẳng đứng lên. Bình ắc quy nó dựng đứng như này thì các cái mặt của cục ắc quy nó sẽ quay lên trên và nó sẽ không bị tràn dung dịch trong cái quá trình mà nó nạp hoặc nó xả.
đấy, và nó sẽ làm cho cái ắc quy nó có cái tuổi thọ cao hơn, và bây giờ ta lắp cái quai sách và là xong đấy. Và ở trên con xe Anisia thì nó cũng giống hệt như này, nó cũng được đặt đứng như này đấy. Thì đấy là mình vừa mới chia sẻ cái cách mà lắp một cái bộ ắc quy cho con xe đạp điện Ninja nhé, đúng tiêu chuẩn, đúng kỹ thuật. Và nếu như mà các bạn có cái nhu cầu thay ắc quy xe đạp điện Ninja hoặc cần tư vấn hỗ trợ thì xin liên hệ với số điện thoại và mình sẽ tư vấn và phục vụ hoàn toàn miễn phí.